mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Thì lúc ấy chúng ta đã bắt đầu cười. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Cái sức sống của cái ca khúc này cho đến nay là 50 năm thì phải nói là nó sống vẫn như là những cái ngày thuở ban đầu của nó. Hoàn cảnh ra đời thì anh Phan Nhân anh có nói với tôi rằng là trong những cái ngày ấy thì là anh ở tại 58 Quán Sứ cùng với nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Nguyễn An, nhạc sĩ Dân Huyền, rất nhiều nhạc sĩ nữa phải thường trực ở đấy. Anh ấy cảm nhận được hết những cái nỗi đau đớn, những cái ác liệt của 12 ngày đêm. Nhưng có một cái hay, tức là anh không đưa cái đó vào trong tác phẩm của mình, mà anh chỉ nói rằng Hà Nội là bất diệt. Tức là chúng tôi luôn luôn tin, và cái điều đó thì nó rất đúng với cái lời tiên đoán của Bác Hồ. Bác Hồ bảo chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng phải chiến thắng khi kẻ thù thua ở Hà Nội. Nó mang đến cho toàn thể dân tộc chúng ta một cái niềm tin hết sức là đẹp đẽ và hy vọng vào những ngày thống nhất. Ca sĩ Trần Khánh cũng đã tập gấp và đã được vào thu thanh. Đầu tiên là với cái phần đệm piano của nghệ sĩ Hoàng Mạnh. Những cái buổi thu thanh như thế là những cái buổi lòng người vẫn còn nhiều cái ngổn ngang tâm sự của những cái ngày chiến đấu. Nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác bài hát đó xong thì đưa duyệt giám đốc đài là ông Trần Lâm. Bài này phải đưa ngay vào rất là đúng lúc. Tức là lúc chúng ta đang cần những cái bài hát như thế. Thì lúc ấy chúng tôi đang ở Trường Sơn. Trường Sơn lúc ấy không còn bom nữa. Bom tất cả nó dồn hết về Hà Nội. Hà Nội cam go và rất hồi hộp. Nhưng đến khi cái bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng vang lên qua cái giọng hát của Trần Khánh thì có thể nói rằng là chúng tôi vỡ òa niềm vui và nghĩ rằng là Hà Nội đã chiến thắng. Anh em ở trong chiến trường nghe đài xong rồi thuộc rất là nhiều và hát rất là nhiều, và nhất là những người con của Hà Nội vì họ tự hào. Lúc ấy chúng tôi gọi Hà Nội là đất thánh, lính của đất thánh luôn luôn chứng minh là mình là người chiến thắng. Khi mà dâng đến cái chào là ngôi sao mai rạng rỡ, anh Phan Nhân anh nghĩ đến là sao mai là báo hiệu một cái bình minh sẽ tới và nó sáng soi hết, sáng soi bóng đêm Trường Sơn, sáng soi nước sông Cửu Long, dồn bước chân thành quân dệt đi tiếng ca át tiếng bom rền. Cho nên là những người lính tiếp tục đi trên chặng đường để đến ngày thống nhất là ngày là 30 tháng 4 năm 1975. Cái tác phẩm này nó còn có một cái giá trị nữa là tôi rất bất ngờ là khi tôi sang trường nghệ thuật Mecca ở thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ, những người dạy âm nhạc đại học Mecca họ đã đưa cái bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng vào giáo trình để dạy sáng tác. Thì có thể nói rằng là đây là một cái câu chuyện hết sức và đặc biệt đối với Việt Nam, một bài hát viết chống Mỹ nhưng mà lại được đưa vào giáo trình của nước Mỹ. Phải nói rằng là một cái đỉnh cao trong cái lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn, nắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ nâng bước chân hành quân, dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền.